Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Mất được rồi, nếu ngươi đã nhường ta 3 triệu, vậy ta cũng không khách sáo. Trở ngại lớn nhất ở trên con đường tiến lên của Phong Nhi chính là Chu Yếm. Ta tiêu diệt ngươi ở đây, đưa toàn bộ linh khí vào cánh tay, mang theo quyết tâm nghiền ngôi sao thành kim cương, đi chết cho lão lường Chu Yếm. Tiếng sơn nứt nhức tai truyền đến, là tiếng thứ gì gãy? Thứ bị gãy không phải là lưng của Chu Yếm, mà là xương tay của Tinh Ngấn Thiên Tôn. Thuật giảo hình có thể đem ngôi sao nghiền thành kim cương thất bại rồi. Đúng là một chiêu không tồi, để ta cảm nhận được áp lực của cái chết. Nếu là ta của lúc trước, chắc là sẽ chết dưới chiêu này. Nhưng sau khi hấp thu di sản của yêu tôn, ta thức tỉnh thiên phú thần thông mới. Đây là đạo pháp thạch phù. Bổn tôn vốn là một miếng đá tiên giữa thiên địa, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sinh ra linh trí. Ta bây giờ có thể đem trạng thái cơ thể quay lại đá tiên. Trạng thái này đứng yên bất động, cháy không trụi, có tính kháng cực cao đối với mọi tấn công. Đây là tuyệt đối phòng ngự chỉ thuộc về bổn tôn. Bây giờ cánh tay của ngươi đã gãy, không còn cách nào xuất chiêu nữa. Loại thương thế đó dùng linh khí để trị liệu cũng cần chút thời gian nhỉ. Đáng tiếc, ngươi rõ ràng còn một cơ hội. Binh khí của võ giả là cơ thể, chỉ cần cơ thể bất diệt thì còn sức chiến đấu. Cánh tay của ta phế rồi, nhưng ta còn chân. Sức hút mạnh quá, lấy chân của cô ta làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều bị hút qua. Cơ thể của bốn tôn nặng hơn 100 vạn tấn, lại không chống đỡ được. Tại sao cô ta không sử dụng pháp thuật có thể sinh ra hiệu quả như vậy? Đây đã là làm trái với lẽ thường rồi. Là trọng lượng. Theo sự bơm vào lượng lớn tinh huyết và linh khí, mật độ cái chân đó của Tinh Ngấn Thiên Tôn tăng lên đến mức không thể ngờ. Chất lượng tăng lên một mức độ giới hạn nào đó, từ đó sinh ra sức hút. Cô ấy cược mọi thứ của mình. Tinh Ngấn Thiên Tôn, cô điên rồi sao? Dựa vào toàn bộ tinh huyết của mình, sau khi dùng chiêu này tự cô sẽ chết. Ta từ nhỏ đã lập chí trở thành võ thần, có thể chiến tử là vinh dự của ta. Đạo pháp thạch phù. Huyền tử thấy chưa? Ta như con vậy, trở thành anh hùng nhân tộc. Sóng xung kích mạnh quá, chuyện gì đã xảy ra? Có dự cảm không lành, mau chóng đến trụ sáng thế phía bắc. Khói bụi mịt mù quá. Không phải chứ. Tình, tiền bối Tinh Ngấn chết rồi. Chẳng lẽ là Chu Yếm giết chết tiền bối Tinh Ngấn? Nhưng cơ thể của tiền bối Tinh Ngấn hình như không có vết thương chí mạng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thật là người đàn bà phiền phức. Đây là âm thanh này, Chu Yếm. Một chân đó đúng là hủy thiên diệt địa. Vậy mà ở phía sau cô ta, ta nhìn thấy võ thần hư ảnh. Dọa chết não tử rồi. Nếu không phải là Nguyên Tôn dùng giáp rùa làm ra bộ giáp này, nhé, là não tử phải chết một lần rồi.